truyền thông quốc tế vinh danh Phú Quốc. Tạp chí Destination đưa Phú Quốc vào top 10 hòn đảo đẹp nhất châu lục, còn tờ Tatter, Anh, gợi ý đảo Ngọc là một trong 8 bãi biển đẹp nhất châu Á cho kỳ nghỉ cuối tuần. 3 tháng đầu năm của 2024 là thời gian đại thắng của du lịch Phú Quốc trên mặt trận truyền thông quốc tế. Dù là điểm đến mới nổi, Phú Quốc đã được tạp chí du lịch và phong cách Destination xếp bên cạnh các thiên đường biển lừng danh khác như Maldives, Bali, Indonesia hay Boracay, Philippines. Đây là danh sách bình chọn thuộc Reader Choice Award 2024 của tạp chí, một trong những giải thưởng được đánh giá cao về uy tín và sự khách quan. Còn tờ Tatter Asia, một ấn phẩm của Conas tại Anh đã gọi Phú Quốc là một niềm tự hào của Việt Nam và một sự lựa chọn mới mẻ, thay cho những điểm đến quen thuộc như Krabi, Thái Lan hay Bali, Indonesia. Một trong những lý do giúp Phú Quốc góp mặt trong danh sách này chính là những bãi biển cát trắng mịn màng, làn nước trong xanh và đa dạng địa hình rừng biển để du khách khám phá. Tờ tạp chí khẳng định đây sẽ là nơi hoàn hảo để chữa lành và nạp lại năng lượng. Là đảo lớn nhất Việt Nam với 22 hòn đảo lớn, nhỏ cùng những bãi biển hàng đầu thế giới, Phú Quốc có nhiều lý do để được truyền thông và du khách quốc tế ưu ái. Tờ Tatter giới thiệu Phú Quốc là một nơi rất dễ tiếp cận, nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng và nhất là đa dạng trải nghiệm mà du khách có thể tận hưởng. Được quy hoạch để trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, Phú Quốc sở hữu hạ tầng giao thông thuận tiện với cảng hàng không quốc tế, càng tàu biển, dễ dàng kết nối từ các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Phú Quốc bùng nổ những chuyến bay thẳng từ các thị trường khách trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ. Hơn thế nữa, hòn đảo còn sở hữu hạ tầng nghỉ dưỡng trải dài từ Bắc đến Nam, đa dạng phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, phía Nam đảo được nhiều du khách coi là thủ phủ của những resort đình đám nhất. Tại bãi Kem quy tụ 4 thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng quốc tế với những phong cách riêng biệt như JW Marriott Phú Quốc Imero Bay, Newark Phú Quốc Resort, Premier Residency Phú Quốc Imero Bay, Premier Village Phú Quốc Resort. Mới đây, thị trấn Hoàng Hôn tiếp tục trình làng khu nghỉ dưỡng La Festa Curio Collection by Hilton, là khu nghỉ đầu tiên mang thương hiệu sang trọng nhất của Hilton tại Việt Nam. Nghỉ dưỡng biển là thế mạnh, song để Phú Quốc ghi dấu với truyền thông quốc tế còn phải kể đến những siêu quần thể vui chơi, giải trí và những sản phẩm văn hóa liên tục được đầu tư ra mắt. Đơn cử trong mùa lễ hội cuối năm 2023 và đầu năm nay, thị trấn Hoàng Hôn do Sun Group đầu tư đã liên tục ra mắt những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật mới. Mở đầu là cầu hôn, cây cầu độc bản với hai nhánh không chạm được CNN đánh giá là điểm đến của nụ hôn, cũng là nơi du khách có thể hưởng trọn khung cảnh hoàng hôn ngọt ngào của Phú Quốc. Tiếp đến là chợ đêm bên biển Vui Phết, Vui Phết Ba Gia, không chỉ tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm ẩm thực ngon bổ rẻ, mà còn là trung tâm của sự vui nhộn với những show diễn loãng xoảng, tinh tương mang âm hưởng đường phố. Kế đến là loạt show diễn được đầu tư quy mô như Nụ Hôn của Biển Cả, show diễn đa trải nghiệm kết hợp show pháo hoa nghệ thuật lớn nhất thế giới, show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm bằng jet ski và flyboat vòng xoáy tình yêu. Một trong những điểm chạm văn hóa ấn tượng nhất tại thị trấn Hoàng Hôn có thể kể đến show rối Việt, lễ hội mùa xuân, do nhà hát múa rối Việt Nam dàn dựng và biểu diễn ngay tại bãi biển, đưa du khách vào hành trình khám phá tinh hoa Bắc Bộ qua bộ môn trình diễn độc đáo của Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.